Thưa quý vị và các bạn, theo điểm A khoản 6, điểm A khoản 8, điểm B khoản 10 và khoản 11 điều 22 Nghị định 115 năm 2018 sửa đổi tại Nghị định 124 năm 2021 của Chính phủ quy định mức phạt hành chính về hành vi bán đồ ăn gây ngộ độc thực phẩm cho người khác như sau. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 1 người đến 4 người mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu, sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, Nghị định 115 cũng quy định hình thức xử phạt bổ sung gồm tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 20 tháng đến 24 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm và đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động sản xuất chế biến kinh doanh, cung cấp thực phẩm từ 3 tháng đến 5 tháng. Tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm từ 12 tháng đến 16 tháng đối với sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm.